Thưa sư, hình ảnh của Phật giáo Nhật Bản có phải là hình ảnh của Phật giáo trong tương lai khi các sư phá giới lấy vợ? Cái này sư không chắc nghe. Tại vì ở trong kinh phân biệt cúng dường, Đức Thế Tôn chỉ nói là vào thời mạt Pháp thì các vị tu sĩ hè nhau bỏ đi tấm y này để mặc vào một cái bộ quần áo nó dễ sinh hoạt hơn, và cho đến cuối cùng chỉ còn một cái tấm vải vắt ngang ở trên người để phân biệt đây là một vị tu sĩ. Cho nên là cái sự kiện đầu tiên là cái sự kiện là thay đổi y phục. Cái sự kiện thứ hai là sự kiện là các vị này vẫn sinh hoạt đi làm lao động như người đời. Sự kiện thứ ba là sự kiện các vị này chỉ còn giữ được bốn bất cộng trụ nha. Thì khi đó là vào thời kỳ cuối của chánh pháp, nhưng mà nhớ là các vị này vẫn còn giữ được bốn bất cộng trụ, chứ không phải là lấy vợ thì thôi không còn gì để nói nha, vẫn còn giữ được bốn bất cộng trụ. Cho nên á, là nói là hình ảnh của Phật giáo trong tương lai thì nó cũng không chính xác cho mấy ha. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm về vấn đề này hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, về cái quan điểm mà chia sẻ đối chiếu kinh tạng của Đức Hạnh Tuệ, sư hoàn toàn đồng ý cách trả lời của Đức Hạnh Tuệ. Ở đây thì sư sẽ mở rộng về cái cách nhìn mà mình gọi là cách nhìn thời cuộc đó, cách nhìn luân hồi, hay là cách nhìn dưới góc độ mình là một người cận sự có thực hành giới định tuệ. Về câu hỏi này thì khi quý vị nghe Đức Hạnh Tuệ đối chiếu kinh tạng thì rõ này ha, thì sư ở đây sư sẽ hướng dẫn quý vị cách nhìn thêm. Thì thay vì cái hình ảnh mà của Phật giáo Nhật Bản bây giờ là mình thấy được là trong tương lai, nghĩa là cái sự phá giới có vợ đó, thì tốt nhất mình nên nhìn như vậy nè, nó thế hay hơn. Tại vì mình nhìn không khéo á, mình nhìn không khéo lại có một số, ở đây sư không nói cái vị này nhìn nhìn không khéo nha, nhưng mà có một số người khác, vị cư sĩ khác cứ nhìn quý sư hiện tại đây, nghĩa là bản thân quý sư hiện tại đây nè, tăng đoàn hiện tại đây nè, mà hàng ngày họ hay cào phím, sư nói cào phím trên mạng, họ cứ nói là mấy ông sư tu bây giờ không phải như xưa, mấy ông sư bây giờ tu không phải ở trong rừng, không có đi khất thực, rồi mấy ông sư giờ sướng lắm, đi máy bay không, rồi được đi xe, hồi xưa là chư tăng đi bộ mà, rồi xưa mặc y phấn tảo, bây giờ mấy ổng mặc giả xịn không mà, đôi khi một bộ y lên tới 1-2 triệu không, ăn ngon, rồi xài điện thoại xịn, xài laptop, rồi đôi khi mà lên mạng, lên Facebook này nọ đó. Thì quý vị nghĩ đi, nếu mà có những cái người á mà họ nhìn á quý sư bây giờ, có nghĩa là những cái việc hành động quý sư làm á, là nó được nghĩa là được Phật tử dân cúng hợp pháp nha, chứ nói là kiếm hợp pháp nha. Thí dụ Phật tử người ta vì lòng thành kính, người ta cúng dường chư tăng cái phương tiện đi hoằng pháp bằng máy bay từ ở những nơi xa đó, hay là những cái vật dụng tốt để cho chư tăng có đời sống vật chất lẫn tinh thần đó, nó gài loại nó tương đối, nó phù hợp với cái thời cuộc bây giờ. Nhưng mà có những người họ không không nhìn không thấy như vậy, nhưng mà họ thấy cái tiêu cực mà họ đòi quý sư bây giờ tu là phải giống như y như Đức Phật hồi xưa đó, giống như Tăng Đoàn xưa phải ở trong rừng trong rú này nọ, kiểu này nọ, phải như vậy, phải ở Tha Ma Mộ Địa gì đó. Thì tại sao sư lại nói ví dụ vấn đề này, nó có liên quan thưa quý vị. Tại vì nếu mình nhìn mà với cái cách nhìn mình nó không có chánh niệm tỉnh giác đó, không có thì Vipassana trọng đó, mình không hiểu rằng đó, mọi thứ đều phải bị chi phối bởi tam tướng, tức là vô thường, vô não, vô ngã. Cái gì cũng phải thay đổi, vạn vật trong vũ trụ cũng phải thay đổi. Đúng không? Thì may này đó, có ông sư mấy ông sư đó, thời điểm này đã như vậy thì sau này nó cũng như vậy, sau này nó lại biến đổi nữa.
thì mình biết đó là cái quy luật tự nhiên. Cái nhiệm vụ của mình là mình làm sao mình luôn an trú cho chánh niệm tỉnh giác. Còn cái việc thời cuộc thay đổi sao là chuyện của nó. Còn khi mình tự tin mình là một cái người Phật tử, mình sống trong giới định tuệ, mình sống trong, mình có tu thiền tứ niệm xứ, mình tự hào mình là có chánh niệm. Nhưng mà rồi cách nhìn của mình đó, đôi khi mình nhìn nó phải là một cái quy chuẩn, một cái quy chuẩn gì đó nó phù hợp với cái tư kiến của mình, thì đôi khi đó là một cái chướng ngại. Cho nên là trước khi kết thúc câu trả lời này thì qua cái câu chuyện mà sư kể, có một số người họ nhìn nhận là quý sư bây giờ này nha, sư nói như vậy, quý sư bây giờ này phải tu tập giống như y như thầy Đức Phật rồi đó, chứ phải sư nói là cái bị hỏi câu hỏi này. Thì qua câu chuyện sư kể chắc tới đây là phần nào hiểu được ý sâu xa sư muốn gửi gắm mình. Sư mong rằng là những cái vị mà xem, vị mà hỏi câu hỏi này, phải vị xem live, thì cho dù thời cuộc, sư nhấn mạnh nha, cho dù thời cuộc như thế nào, thời cuộc có như bài kinh phân biệt cúng dường mà Đức Thế Tôn ngài mô tả, mà Đức Hạnh Tuệ vừa có nói với vị đó, một thời mà gọi là Phật pháp mà gọi là suy tàn đó, nó chỉ có những cái dấu ấn mà nhỏ để nhận diện đó một vị sư tu theo Phật, giữ được bốn bất cùng trụ như vậy đó. Thì nếu mình nhìn luôn, nhìn dưới cái góc độ mà gọi là đời sống chánh niệm tỉnh giác, thì may này lỡ mình xui nha, thì nó xui mình sinh vô thời đó thì mình vẫn còn đủ nhận diện được. Còn nếu mà mình nhìn cái thời cuộc nó phải vô thường, không đảo vô ngã, mà mình nhìn dưới góc độ mà không có chánh niệm tỉnh giác, nó tiêu cực nhiều hơn, nó bất thiện nhiều hơn, thì xin thưa lỡ xui mình sinh vô thời điểm đó, thì mình cũng nhìn với mấy ông sư á, mấy công sư mà còn nghe thời cuộc nó phải, mấy ông sư nó phải như vậy, quý vị hiểu không, mấy ông sư nó phải phải là chỉ còn giữ được bốn phần trụ thôi, thì mình cũng nhìn cái đồ khắc khe đó, trời thôi mấy cha nội này tu giờ tu gì, y còn không mặc giống như thời Đức Phật ngày xưa nữa, chỉ còn tấm vải nghe là cái vải mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn, xin lỗi, trong kinh phân biệt cúng dường đó, Đức Tôn ngài mô tả chỉ còn một cái dấu hiệu nhỏ ở trên đó thôi, thì mình phán xét mình nó thôi, mấy cha nội tu gì không cúng dường không gì đó. Thì mình bỏ lỡ, mình thứ nhất là mình bỏ lỡ cái việc giải thoát mình, là mình làm gián đoạn cái sinh tử luân hồi mình, thậm chí nguy hiểm hại hơn là không xác định sinh tử luôn. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.